cô giùm cô á cái địa chỉ này nè, ở đường nào đi sao cho tới con. Dạ. À cái này là cô đi thẳng tới ngã tư phía trước đó nha. À. Xong sau đó cô quẹo phải. À. Đi 500m nữa. À. Rồi cô quẹo trái. À. Đi cỡ mấy chục bước nữa là tới rồi cô. Trời ơi. Sao mà rắc rối quá. Chắc cô cũng nhớ quá. Nó nghe nè. Tại cô với quê mới lên đi kiếm nhà bạn để thăm. Mà đường xá ở thành phố mình mà nó quằn ngoèo quá. Chắc cô cũng nhớ nổi quá. Thằng mà nè. Không ấy con dẫn cô tới được không? Dạ được chứ. Cái địa chỉ đó cũng gần đây à. Để con dẫn cho cô đi. Ờ, vậy cô cảm ơn nghe. Sẵn có xe, lên cô chở đi luôn ha. Nhưng mà cô ơi, cô đi có một mình à. Cứ một cái nấm nguy hiểm thôi, làm sao mà chở con đi được. Chị cầm đây. Đây. Hai cái liền nè. Thôi con đợi lên đi ha. Cô chở đi. Lên xe đi, cô chở đi. Ôi. Con không được leo lên xe. Bà ta chính là bọn bắt cóc đó. Trời đất ơi. Ông làm gì vậy? Ông đang đóng tù hả? Mà tôi nói ông nghe. Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu mà ông nói tôi bắt cóc nó chứ? Bà muốn bằng chứng cái gì? À. Thứ nhất, ở đây có rất là nhiều người lớn, tại sao mà không hỏi bà lại đi hỏi một đứa con nít? Hả? Ông ngộ. Ủa thì tôi muốn hỏi đường, tôi thấy ai đi gần tôi kêu tôi hỏi, có chứ có gì đâu, không lẽ vậy là bắt cóc à? Việc tiếp theo là tại sao bà ở dưới quê lên lại mang hai cái nón bảo hiểm hả? Không lẽ cái xe của tôi đi tôi không được đem nón bảo hiểm theo hả? Nếu tôi gặp bạn bè tôi chở bạn tôi đi thì sao? Ồ, vậy mà muốn bằng chứng nữa đúng không? Bà hãy xem đây. Chạy đâu cho thoát, thủy teo lỗ tôm lên đồn. Trời ơi, vậy là chết tôi rồi. Đó con thấy chưa, chỉ một chút xíu nữa coi là con đã bị bà đó bắt cóc rồi đó. Dạ ông cảm ơn chú. Nếu hôm nay mà không có chú á, con không biết cái bà đó nó chở con đi đâu hả. Bọn bắt cóc bây giờ có rất là nhiều mưu kế. Con nhớ là sau này đi đâu phải có người lớn dắt theo, không được đi một mình với người lạ nghe không. Dạ con biết rồi. Sao giờ mẹ chưa tới đón mình nữa ta? Này con, đúng giờ mẹ lại đón đúng không? Dạ đúng đấy ông cô. Mẹ con á, hôm nay bận công việc rồi nên nhờ cô đi đón con giùm nè. Sao không thiệt? Có phải con tên là Nguyễn Văn Tèo, học lớp 3A đúng không? Nhà con ở Trần Bình Trọng đúng chưa? Dạ đúng. Thì đó, nếu mà mẹ con á không cho cô biết thông tin thì làm sao cô biết con ở đây mà cô là cô đó? Dạ cũng có lý. Thì đó, có lý không? Dạ có lý. Có lý mình dạ tin chưa? Dạ con tin rồi. Tin rồi. Dạ rồi. Theo cô gì à? Dạ. Mà nó nghe nè, ba mẹ con á mua đồ ăn quá trời ở nhà để chờ con gì vậy đó. Đi 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 với con. Ủa, đi đâu vậy hả? Con đừng đi theo bà ta. Bà ta không phải là bạn của mẹ con đâu. Bà này chính là bọn xấu đó. Nè nè, cái ông khỉ đột kia hả? Bằng cớ gì mà ông nói tôi không phải là bạn của mẹ nó? Là ông nói tôi là người xấu. Bằng cớ đâu? Ông đưa ra bằng cớ đi. Lão tôi một khi đã nói là ắt sẽ có bằng cớ. Việc đầu tiên là lớp và tên của bé đã có trên phù hiệu. Bà nhìn vô đây cái gì? Bằng tên à? Ông nhìn đi. Có chút xíu à. Sao tôi thấy đường mà tôi biết. Còn cái địa chỉ nhà của bé bà chỉ cần bỏ một ngày ra và theo dõi là được chứ gì? Hả? Bà còn chối nữa không? Còn việc thứ ba nè. Còn việc cuối cùng nè, tôi hỏi bà nha. Bà nói bà là bạn của mẹ thằng Tèo. Vậy bà có biết mẹ thằng Tèo làm ở đâu? Mẹ thằng Tèo tên gì không? Bà nói đi. Nhanh lên.
Mẹ ăn tèo tên gì? Ừ. Làm ở đâu? Ừ. Ủa sao tôi biết? Hả? Để tôi đi hỏi lại. Ông tha cho con đi ông ơi, con lỡ lần này ông ơi. Sau này mà bà còn dụ dỗ con nít, khóc khóc con nít nữa, biết tay gì đó con. Dạ 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 cảm ơn ông, cảm ơn ông. Sau này con nhớ là không được đi theo người lạ, chứ khi nào họ hàng bà con anh chị em hay là ba mẹ đến đó con mới được đi nghe không? Dạ con biết rồi, con cảm ơn chú Ngụ không. Được rồi, bây giờ để lão Tôn đưa con về. Dạ. Đi. Ủa, sao tan rửa rồi mà con còn ở đây? Ủa, chưa ai tới rước con hả? Dạ, hôm nay không biết có chuyện gì, mẹ không chịu đến rước con nữa. Dạ, nhìn mặt cái bộ, chắc con đang đói bụng phải không? Dạ. Đói bụng á, để cô dẫn đi ăn, rồi chờ mẹ con tới rước luôn, chịu không? Có thiệt không cô? Thiệt chứ. Đi, đi theo cô. Nhưng con không có tiền. Anh cô nói cô dẫn đi ăn mà tiền bạc gì cũng biết nữa. Nhưng mà lỡ quên ăn, lỡ mẹ con tới rước mà không thấy con sao? Con yên tâm đi. Đó, bên đó đó, cái quán bên đó con thấy không? Dạ thấy. Là thấy mẹ con liền hả? Yên tâm chưa? Dạ rồi. Rồi thì đi theo con. Dạ, cảm ơn cô. Cô bị gì vậy cô? Chú Ngụ không? Là lão Tôn trai. Con lại không nghe lời chú nữa rồi. Con xin lỗi chú. Mai là hôm nay lão Tôn thử con đó. Gặp bà ta là bắt cóc thiệt là con đã bị bà ta bán đi rồi. Dạ. Lần sau á, có đứng chờ mẹ đón thì hãy ở trong phòng chú bảo vệ. Mẹ mà đến trễ quá thì con nhờ chú bảo vệ gọi cho mẹ, chứ không được đi theo người lạ, để kẻ xấu lợi dụng bắt con đi bán, con nghe rõ chưa? Dạ. Tại con đói quá con mới đi theo bà. Con đói bụng đúng không? Dạ. Bây giờ có cơm nè, hủ tiếu, bánh mì, con muốn ăn cái gì để lão Tôn dắt con đi? Cũng muốn ăn cơm. Vậy lão Tôn dắt con đi ăn hủ tiếu nha. Hủ tiếu à. Chào chú, xin lỗi nha. Cái ông chú kia mắc để sau lưng hả? Đi đụng ta nè. Làm đi, ông biết cái đó là cái tôi mắc tiền đúng không? Sao con lại nói chuyện với người lớn vậy hả? Tôi thích vậy đó là sao? Hả? Mẹ của tôi dặn á, làm người không có được phân lớn nhỏ, chỉ có phân giàu với nghèo thôi. Tôi nè, tôi là nhà giàu, còn ông á, ông là nhà nghèo. Đúng là những cái loại nhà nghèo hẳn ngu à. Phải chỉ sáng con mắt ra mới được. Hả? Sao con nít bây giờ nói chuyện khó nghe vậy trời? Nước con chưa mày? Ủa con rất nhiều bà? 10 ngàn. Dạ. Tiền đâu ta? Nó đã ở trên tế mà. Giờ sao? Không có tiền sao chưa có bán nước? Ông mẹ con. Giờ sao vậy? Nè tiền nè con trả cho cô đi. Con cứ giữ lấy đi, trả cho cô đi con. Rồi con cầm đi. Rồi bà nói cho con 40 luôn. Dạ. Đây, cảm ơn con nha. Làm người chỉ phân thành hai loại, người hiểu lý lẽ và người vô lý. Cho dù mẹ con có dạy con thế nào đi chăng nữa thì con cũng phải biết phân biệt đâu là tốt, đâu là xấu. Bẻ lẽ con người ta mỗi ngày đều gặp rất là nhiều chuyện. Đừng để những suy nghĩ đó khiến cho con trở thành một người không ai muốn giúp đỡ trong những lúc khó khăn như vậy. Con nghe rõ chưa? Dạ.
đông, nhưng mà lại xa quá. Còn cái đường này tuy vắng người nhưng mà lại về nhà nhanh hơn. Thôi đi đường này vậy. Mày kêu mày làm gì vậy? Mày còn hỏi nữa hả? Có nhiêu tiền đâu hết đây tao. Con làm mày có tiền. Không có tiền thì chỉ ăn đạp. Mày chớ hai cho con đi. Con nói thiệt, con không có tiền. Không nói gì với nó nữa. Quất nó đi. Mày đang nào vậy? Muốn biết lão tôn là ai phải không? Hãy xem đây. Đây con, nó có làm gì vậy? Quay! 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 Con nên nhớ là từ đây không được đi những cái con hẻm vắng như vậy. Nãy hên là có lão tôn hộ thân không thì con bị bọn nó chiếm lột rồi đó. Dạ con biết rồi, mai mốt con không bao giờ đi đường vắng nữa đâu. Các bạn cũng nhớ nha, không được đi đường vắng nữa nha. Rồi, chúc các bạn một ngày lễ thiếu nhi vui vẻ. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Và bây giờ Sang sẽ công bố kết quả và quay số những bạn đã tham gia cái trò chơi, đó là quay số trúng thưởng nha. Đó là phần quà là cái dạng như ý nha. Rồi bây giờ đây, ở đây mình sẽ chỉnh trên đây đó. Bây giờ mình sẽ chỉnh tốc độ khoảng 5 giây nha. Và từ số 0 đến 100 nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu quay lượt đầu tiên nha. Rồi số 1. Số 1 là số đầu tiên nha. Tiếp tục quay tiếp nha. Số 18. Rồi 18. Tiếp theo nha, mình sẽ bấm tiếp nha. Số 43. Rồi những bạn nào có những cái số này là sẽ được nhận quà nha. Rồi bắt đầu quay tiếp nha. Số 4. Tiếp tục nha. Số 21. Số 63. Số 86. Số 52. Và số 29. Và tiếp tục nha. Số 45. Chúc mừng các bạn nào mà đã có những con số này nha. 87. 60. 38. Cái này là quay số ngẫu nhiên, các bạn không có sự sắp xếp ở đây nha. Bấm tiếp tục. 48. Số 58. Số 60. 58 nữa. Rồi nếu mà số nào trùng mình sẽ không tính nha, mình sẽ quay tiếp nha. Để cho các bạn khác có cơ hội trúng nữa. 24. 45. Cũng chờ lô tô quá. 93, số lớn quá không biết các bạn nào bấm không. Để xem điểm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Wow, 19 người rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 người và đây là cái số cuối cùng nha. Rồi, bắt đầu. 83. Thì có thể là trong 20 số này có thể là có những bạn là không có ghi, và có thể là sẽ không đủ 20 bạn trúng thưởng. Thì bây giờ mình sẽ thêm nha, mình sẽ thêm 5 số bất kỳ nữa nha. Mình sẽ để dư ra 5 số nha. Rồi bắt đầu nha, để cho các bạn có cơ hội trúng nhiều hơn nha. 97. Trời, 95, số lớn vậy kìa. 62. 85. 81. Rồi nếu mà các bạn nào mà chưa trúng trong cái đợt này thì sẽ tiếp tục trong video sau, thì Sang sẽ quay số thêm cho các bạn trúng thưởng nha, là phần quà sẽ nhiều hơn nữa nha. Và cảm ơn các bạn đã tham gia game show này, và các bạn sẽ được nhận quà trong vòng 2 đến 3 ngày và miễn phí ship luôn nha, miễn phí ship toàn quốc nha. Rồi bây giờ mình sẽ đọc lại các số hồi nãy nha. Số 1, số 18, số 43, số 4, số 21, số 63, số 86, số 52, số 29, số 45, số 87, số 60, số 38, số 48, số 58,
số 60, 60 là trùng, không tính nữa. 24, 45, 93, 83, 97, 95, 62, 85, 81. Nếu mà trong đợt này mà chưa có ai trúng hoặc là trúng rất ít thì mình sẽ chơi vào video sau nha. Mình sẽ chơi game sau tại video sau nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video và chơi cái trò chơi này trong ngày lễ 1 tháng 6 nha. Và chúc các bạn một ngày lễ thật là vui vẻ nha. Bye bye.